Ừ. Nè, cho miếng mực nè. Ăn đi. Không thèm ăn luôn. Cho ăn khô mực luôn á mà không thèm ăn luôn. Không kén ăn quá vậy. Gì vậy? Gì vậy? Làm màu hả? Cho miếng khô mực và làm gì nhảy dữ vậy? Khô mực mà làm hơn là con gì anh? Nó giật rồi nó trà rồi kìa. Nhảy như con ngựa vậy đó. Rồi đâu rồi? Mất tiêu rồi. Kiếm ở đâu với bụng vậy hả?